Điện mặt trời Shop Solar xin chào tất cả anh em. Em vừa về được một lô bình ắc quy viễn thông cũ có công suất là 100A. Thì đối với lô ắc quy này rất là ngon anh em nhé. Đạt 90% luôn. Đạt 90% luôn. Thích thì anh em bao test luôn nha. Hàng này cực kỳ chất lượng. Đấy, nội trở rất là thấp. 4,1 mili ohm. Em nhập được có 30 bình, anh em chốt nhanh thì còn hàng nhé, không nhanh tay thì anh em hết. Và em cũng sẽ báo giá luôn trong video này để anh em lựa chọn. Với những anh em mà sử dụng năng lượng mặt trời thì anh em sử dụng bình này nó ngon bổ rẻ. Đấy, hiệu suất tính ra bình này là đến 90% anh em ạ. 90% luôn. Đấy. Nếu anh em mua mới cái bình này thì nó xít soát 3 triệu rồi. Bởi vì bình ắc quy bây giờ nó lên giá rất là cao anh em nhé. Giá rất là cao. Đấy. Thì đấy, 30 bình thì đều như nhau, thông số cơ bản như nhau. Hiệu suất 90%. Hiệu suất 90%. Anh em chuyên về ắc quy viễn thông thì anh em nhìn các thông số này anh em biết ngay. Đấy, bình này rất là ngon nhá. Anh em nhanh tay anh em đặt hàng, nếu không là hết sạch luôn. Bởi vì em bán cái hàng này rất là nhanh. Em test thử cái bình tiếp theo này. Đấy. Nội trở 4,2 mili ohm. Nó xít soát nhau cái 4,1 với 4,2 mili ohm. Hiệu suất bình 90% luôn. Bao test luôn cho anh em. Đấy. Em đang bán cái bình này, anh em nào lấy một bình thì là 1,7 triệu nhá, bao phí vận chuyển. Còn anh em nào mà lấy từ 2 bình trở lên thì 1,650,000, bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Đấy, anh em nhanh tay anh em đặt hàng, không là em bán hết luôn. Hàng này là rất là ngon mà lại rất là hiếm anh em ạ. Em đã để lại cái số điện thoại Zalo trên màn hình nha. Anh em gọi điện không được thì anh em phải nhắn tin Zalo nha. Đấy, anh em nhắn tin Zalo. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.